Bồ Tát Phổ Hiền e rằng mọi người chẳng chú ý nghe, cho nên gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Trong biển hương thủy, số hạt bụi nhiều 10 bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới trùng, nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật. Thế giới cũng có trùng tử, nếu chẳng có trùng tử thì không thể sinh ra thế giới. An trụ ở trong biển hương thủy, trên hoa sen lớn, trong mỗi thế giới lại có thế giới, nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật. Hiếu kính có bao nhiêu thế giới, tôi cũng chẳng biết. Đợi khi nào bạn chứng được năm nhãn sáu thông, thì tự nhiên sẽ biết. Muốn biết số đó thì phải mau tu hành. Đến khi lưu hòa thuần thanh, thì sẽ thấu rõ. Các Phật tử, các thế giới trùng đó, ở trong thế giới hải, mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau, đều có hình trạng khác nhau, đều có thể tánh khác nhau, đều có phương sở khác nhau, đều có thú nhập khác nhau, đều có sự trang nghiêm khác nhau, đều có sự phân tể khác nhau, đều có hàng lối khác nhau, đều có vô sai biệt khác nhau, đều có sức gia trì khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các thế giới trùng, một thế giới trùng hay sinh ra vô lượng thế giới, giống như một hạt lúa, có thể kết rất nhiều hạt lúa. Ở trong thế giới hải có 10 thứ tình hình. Một, mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau. Hai, mỗi thế giới đều có hình trạng khác nhau. Ba, mỗi thế giới đều có thể tánh khác nhau. Bốn, mỗi thế giới đều có phương sở khác nhau. Năm, mỗi thế giới đều có thú nhập khác nhau. Sáu, mỗi thế giới đều có sự trang nghiêm khác nhau. Bảy, mỗi thế giới đều có phân tể khác nhau. Thế giới trùng tuy là giống nhau, nhưng hình trạng lớn nhỏ, khí hậu thắng liệt, hoàn cảnh tốt xấu, có đủ thứ sự khác biệt chẳng giống. 8. Mỗi thế giới đều có hàng lối khác nhau. 9. Mỗi thế giới đều có vô sai biệt khác nhau. 10. Mỗi thế giới đều có sức gia trì khác nhau. Tóm lại, mỗi thế giới đều có sự khác nhau, sẽ nói rõ ở dưới đây. Cõi nước chư Phật có 18 thứ sự viên mãn. 1. Nhan sắc. 2. Hình sắc. 3. Phân lượng. 4. Phương sở. 5. Nhân. 6. Quả. 7 chủ, 8 giúp đỡ, 9 quyến thuộc, 10 nhậm trì, 11 sự nghiệp, 12 nhiếp ích, 13 vô úy, 14 trụ xứ, 15 lộ, 16 thừa, 17 môn, 18 y trì. Các Phật tử, thế giới chủ đó hoặc nương biển hoa sen lớn mà trụ, hoặc nương biển hoa vô biên sắc báu mà trụ, hoặc nương biển tất cả trân châu tạng báu anh lạc mà trụ, hoặc nương biển hương thủy mà trụ, hoặc nương biển tất cả hoa mà trụ, hoặc nương biển lưới báu mani mà trụ, hoặc nương biển quang tỏa vòng mà trụ, hoặc nương biển mũ báu trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ, hoặc nương biển đủ thứ thần chúng sinh mà trụ, hoặc nương biển mani vương tất cả âm thanh của Phật mà trụ. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, hãy chú ý lắng nghe. Những thế giới chủng này nương tựa người biển mà trụ. Một, hoặc nương tựa biển hoa sen lớn mà trụ. 2. Hoặc nương tựa biển hoa vô biên sắc báu mà trụ. 3. Hoặc nương tựa biển tất cả trân châu tạng báu mani anh lạc mà trụ. 4. Hoặc nương tựa biển hương thủy mà trụ. 5. Hoặc nương tựa biển tất cả hoa mà trụ. 6. Hoặc nương tựa biển lưới báu mani mà trụ. 7. Hoặc nương tựa biển quang tòa vòng mà trụ. 8. Hoặc nương tựa biển mũ báu trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ. 9. Hoặc nương tựa biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ. 10. Hoặc nương tựa biển Mani Vương tất cả âm thanh của Phật mà trụ. Như vậy, nếu nói rộng ra, thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Nói tóm tắt, thì có 10 thứ biển làm nương tựa mà trụ. Nếu nói tỉ mỉ, thì có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Tuổi thọ của thế giới có 4 giai đoạn, trong mỗi giai đoạn lại phân ra làm 4 giai đoạn nhỏ. Trong kiếp thành phân ra thành trụ hoại không, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không cũng như thế. Giống như tuổi thọ của con người cũng có sinh già bệnh chết 4 giai đoạn, có thể phân chia làm như vậy. Từ 1 tuổi đến 20 tuổi là giai đoạn sinh, thời kỳ sinh trưởng. Từ 20 đến 40 tuổi là giai đoạn già, sinh lý đến cực điểm, bắt đầu thời kỳ lão hóa. Từ 41 đến 60 là giai đoạn bệnh, tứ đại chẳng điều hòa, thời kỳ trăm bệnh phát sinh. Từ 61 đến 80 tuổi là giai đoạn chết, thời kỳ chết. Từ 1 tuổi đến 20 tuổi lại phân ra sinh già bệnh chết 4 thời kỳ.
1 đến 5 tuổi là sinh, 6 đến 10 tuổi là già, 11 đến 15 tuổi là bệnh, 16 đến 20 tuổi là chết. Tuổi thọ con người và tuổi thọ thế giới cùng một đạo lý. Khi thế giới kiếp trụ, thì khí hậu cũng có lúc chẳng tránh thường. Có lúc rất lạnh, có lúc rất nóng, khí hậu bây giờ và 100 năm trước chẳng giống nhau. Khí hậu biến hóa, tức là thế giới thành trụ hoại không biến hóa. Các Phật tử, tất cả thế giới trụ đó, hoặc có thế giới trụ hình núi Tu Di, hoặc có thế giới hình sông ngòi, hoặc có thế giới hình hồ chuyển, hoặc có thế giới hình nước xoáy, hoặc có thế giới hình bánh xe, hoặc có thế giới hình đàn tế lễ, hoặc có thế giới hình rừng cây, hoặc có thế giới hình lầu cát, hoặc có thế giới hình núi tràng, hoặc có thế giới hình nhiều góc, hoặc có thế giới hình thai tạng, hoặc có thế giới hình hoa sen, hoặc có thế giới hình khư lạc ca, hoặc có thế giới hình thân chúng sinh, hoặc có thế giới hình mây, hoặc có thế giới hình chư Phật tướng tốt, hoặc có thế giới hình quang minh viên mãn, hoặc có thế giới hình đủ thứ lưới châu, hoặc có thế giới hình tất cả cửa nẻo, hoặc có thế giới hình các đồ trang nghiêm. Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng, các đệ tử của Phật, các vị nên biết trong biển hương thủy lại có đủ loại thế giới chủng, hay sinh ra tất cả thế giới, song tất cả thế giới chủng đó có đủ loại hình trạng khác nhau, nói sơ lược có 20 loại. Một, hoặc có thế giới chủng hình trạng là núi Tu Di, trên rộng dưới hẹp. Hai, hoặc có thế giới chủng hình tướng là sông ngòi. Ba, hoặc có thế giới chủng hình tướng là hồ chuyển. 4. Hoặc có thế giới trùng hình tướng là nước xoáy. 5. Hoặc có thế giới trùng hình bánh xe. 6. Hoặc có thế giới trùng hình đàn tế lễ. 7. Hoặc có thế giới trùng hình rừng cây. 8. Hoặc có thế giới trùng hình lầu cát. 9. Hoặc có thế giới trùng hình núi tràng. 10. Hoặc có thế giới trùng hình nhiều góc. 11. Hoặc có thế giới trùng hình thai tạng. 12. Hoặc có thế giới trùng hình hoa sen. 13. Hoặc có thế giới trùng hình khư lạc ca. 14. Hoặc có thế giới trùng hình thân chúng sinh. 15. Hoặc có thế giới trùng hình mây. 16. Hoặc có thế giới trùng hình chư Phật tướng tốt. 17. Hoặc có thế giới trùng hình quang minh viên mãn. 18. Hoặc có thế giới trùng hình lưới đủ thứ châu. 19. Hoặc có thế giới trùng hình tất cả cửa nẻo. 20. Hoặc có thế giới trùng hình các đồ trang nghiêm, lư hương, bình hoa, đèn. Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Nói tóm được thì có 20 loại hình tướng, nếu nói tỉ mỉ thì có các hình tướng nhiều như số hạt bụi thế giới hài.